Hello, xin chào tất cả bà con, và đây là chiếc máy tiện của mình. Đấy, hôm nay mình có thời gian bỏ ra để quay nó. Hôm nay mình mới có thời gian để quay video, và đây mình sẽ khoe anh máy tiện của mình với anh em. Đấy, hồi tối mình chờ mình nhé, mình sẽ lôi ra ngoài này, mình quay cho nó sáng. À, nhìn từ bên ngoài vào thì chính là cái máy tiện của mình đã hoàn thiện này. Đấy, từ đầu đến cuối nha. Đấy. Motor ở đây mình sử dụng là motor ký rưỡi. Đây, trước hết là bên này. Đây chính là cái ụ chống tâm. Ụ chống tâm hay còn gọi là cái, nói chung nó có hai tác dụng. Thứ nhất là chống tâm, và thứ hai là dùng để khoan cái lỗ giữa, khoan lỗ giữa tâm này. Ở đây mình sẽ cho các bạn là chiêm ngưỡng từ đầu đến cuối. Ở đây cái ụ chống tâm của mình ấy là mình dùng cái dây phanh này, mình lôi cái ụ này cho nó chọc vào trong kia. Đấy. Và tí nữa mình sẽ cho các bạn xem độ chuẩn của nó. Đây mình thiếu một cái lò xo để lôi nó về thôi, nhưng mà thực ra mình làm cũng không cần, mình lấy tay mình lôi nó ra như này cũng được này. Đó, thì đây là cái phần bên trên. Cái này là mình dùng cái đế kẹp trục này, nó bằng nhôm, thì khi mà chúng ta chuyển động nhiều nhôm nó mòn đi thì mình lại siết cái này lại. Đấy, bao giờ nó mòn hết không thể siết được nữa thì mình sẽ mua cái mới mình thay, mình tháo con ốc ra mình thay là xong. Ở đây là mình hàn, sau đó là mình khoan lỗ và bắt vào đây. Thì các bạn, mình chắc chắn là sẽ có người thắc mắc là tại sao mình lại có thể làm chuẩn được như vậy. Ở đây thì mình chắc chắn với các bạn là nó, cái ụ trung tâm này nó sẽ chọc thẳng vào giữa cái tâm của máy. Ở đây mình sẽ cho các bạn xem nhé. Đó, các bạn có thể thấy không ạ? Nó vào giữa cái tâm của máy tiện luôn, giữa cái tâm của mâm cặp luôn. Đây, dây nó sẽ kéo vào như này. Đấy. Còn bao giờ mình không ấy thì mình lại lôi ra như này. Như các bạn thấy chuẩn. Thực ra ấy, ở đây video nó ngắn là mình giới thiệu thôi. Còn mình sẽ có một cái video khác để nói hoàn chỉnh cái quy trình chế tạo máy tiện này. Thì tiếp theo là đến cái phần bàn chạy dao. Bàn chạy dao ở đây thì mình, lúc đầu là mình tính là làm cái háng máy dài đến tận dưới này, sau đó là mình cho bàn dao chạy. Nhưng mà mình không kiếm được bàn dao, vậy mình bây giờ mới làm tạm, mà mình làm những chi tiết bé nên là mình dùng cái eto chữ thập. Đây còn gọi là cái bàn phay chữ thập ấy ạ. Nhưng mà nó có phần kẹp bên trên này nên người ta gọi là eto, hay các bạn cũng có thể gọi là bàn phay đều được hết. Thì đây nó sẽ có trục Y và trục X. Đấy, trục Y thì có thể đẩy và đẩy ra này để sử dụng cái lưỡi cắt hoặc là những cái lưỡi tiện vào đến tâm ấy. Còn ở bên này gọi là trục ngang. Đấy, nó có thể tuốt ngang máy như này. Còn trên này là cái bàn giữ dao này, thì mình dùng bốn con ốc và mình cắt một cái miếng thép lá mình lắp vào đây. Thì đây dao chúng ta phải kê, và kê sao cho ấy cái lưỡi dao nó cắt đúng lên vào tâm máy tiện này thì nó sẽ không bị lật bàn dao. Còn nếu các bạn để cao quá thì dao nó sẽ không cắt được, mà thấp quá thì nó sẽ phá làm hỏng hết cái đầu hợp kim này. Còn tiếp theo đến cái phần đây, riêng thân máy là mình làm bằng một cái miếng sắt chữ này, gọi là sắt chữ U. Đấy, rất là to và dày, là khi mà chạy thì máy này đủ cứng để làm cho máy chúng ta hoạt động ổn định. Ở đây mâm kẹp mình sử dụng là mâm kẹp 100, xuất xứ từ Trung Quốc. Các bạn đừng nghe đồ Trung Quốc là đẻo, bởi vì cái này nó là hàng nội địa. Đợt mình đi chơi mình sắm quả mâm kẹp này về, mua ở tại Trung Quốc ấy, thì cái mâm này của mình mua là hơn 600 nghìn, nhưng mà ra chợ trời hỏi là người ta bán 1,2 triệu các bạn ạ. Đấy. Đây là vòng bi, hai vòng bi mình dùng là bi gối. Bi gối này tại sao? Bởi vì là khi mà chúng ta lắp vào đấy thì dù bi xoay như nào, có nghĩa là cái vòng bi này nó sẽ tự tự đảo theo cái trục. Đấy, đại loại là vòng bi đấy. Thì ở trong cái máy điện này, từ từ mình sẽ gỡ ra. Đây này. Mình mở ra nha. Thì ở cái mặt bích này mình đã chế tạo là nó có một cái lỗ ở đây này. Nó xuyên một phát qua anh kia luôn. Thì khi mà chúng ta cho phôi dài vào ấy thì mình sẽ vẫn làm việc được. Đây mình có một ít phôi đây, mình đang tiện này. Phôi của mình nhé, là mình đút một phát ở đây. Đấy. Sau đó là cho lên tận bên trên này này. Thì khi mà chúng ta cắt xong một chi tiết, chúng ta lại mở cái này ra và đút tiếp phôi vào. Nó giống như kiểu là một cái máy tiện bình thường đấy. Vâng, và tiếp theo đây là cái phần cơ cấu chuyển động. Chuyển động thì mình dùng buli. Ở đây là một cái buli mình tiện bằng nhôm. Đó, dây A nhé. Và bên này là một cái buli gang mình đi đặt về làm này. Thực ra cái máy của mình đợt mình tiện bằng nhôm này là mình không đúc được nhôm to nên là nhìn nó sẽ rất là xấu. Cái phần này mình không phay đi, nếu không nó sẽ mỏng hết. Thì ở đây cái motor của mình này có thể nhấc lên nhấc xuống này. Đó. Và ở đây thì mình có thể thay
các cái tầng bu ly. Ở đây mình thích thì mình có thể làm bu ly 4 tầng, và đây mình cũng thay bằng bu ly 4 tầng. Thì máy tiện của mình sẽ có là 16 cấp độ. 16 cấp độ chạy này. Thì khi mà chúng ta tiện thì chúng ta tiện phá chẳng hạn, thì mình có thể quay tốc độ chậm. Sau đó là những cái mối tiện tinh ấy, thì chúng ta sẽ tăng tốc độ lên. Tùy với vật liệu khác nhau mà sẽ tiện với tốc độ khác nhau. Thì đây thì mình có thể thay được, motor có thể xê dịch trên cái dây trượt này này. Đấy. Và độ căng của motor sẽ được điều chỉnh. Cái motor nó nặng, nó đè xuống rồi thì thực sự chạy như này thoải mái. Nên là mình không thêm một cái lò xo đây, chứ lúc đầu mình định khoan lỗ và thêm một cái lò xo đây để nó kéo motor xuống rồi. Nhưng trong quá trình chạy mình thấy là cũng không cần, nên là mình không lắp lò xo nữa. Đó, thì ở đây là nguyên bản cái máy của mình này. Các bạn nhìn thấy không? Thì ở đây mình chế một cái máy này thì đắt nhất là cái motor này, là mình mua hết 1,4 triệu. Và cái mâm kẹp nếu mà mình phải mua ở Việt Nam là rơi vào 1,2 triệu nữa. Còn lại cái đồ khác thì nó cũng linh tinh. Rồi là khung sắt, khung sắt cộng lại, tổng cộng chi phí để mình chế một cái máy tiện này là nó rơi vào khoảng 6 triệu. Và mình mất gần 2 tháng để mình làm nó. Nói là gần 2 tháng nhưng thực ra là một tháng mình chỉ bỏ ra khoảng 5-6 buổi mình làm thôi. Còn lại chủ yếu là mình đi học với lại đi quay video, cái thứ vớ vẩn. Chứ mình cũng không làm tập trung 2 tháng. Thì nếu tính ra thì nó chỉ rơi vào khoảng làm liên tục tầm khoảng 4-5 ngày là sẽ xong một cái máy tiện như này. Đó. Thì ở đây thì mình làm được rất nhiều chi tiết. Đây mình sẽ đi cho các bạn xem. Kìa. Ở đây là mình đang làm những cái đầu kẹp như này. Để chờ nó khô sơn thôi. Và đây thì một số chi tiết đang làm giỏ thì mình chưa thể đụng tay vào được, bởi vì mình rất là bận. Đây là những cái trục quạt này. Hoặc là mình đang làm thêm một số cái những cái con ốc để giữ lưỡi cưa ấy. Cái con ốc loại rẻ hơn một chút để cho anh em chế tạo. Thì đây là mình đang muốn khoan lỗ ở đây để bắt cái đồng tiền giữ lưỡi cưa vào thành những cái chi tiết dạng như này các bạn này. Hơi tối quá. Vâng, ok, đây là hình ảnh máy tiện của mình. Nếu mà các bạn nào thấy sản phẩm này hay, thích sản phẩm này, cho mình một like để ủng hộ. Nếu có thời gian mình sẽ quay lại toàn bộ cái quá trình mà mình chế ra cái máy tiện này cho anh em cũng có thể tham khảo. Đặc biệt là cái phần hàn chống tâm này. Đấy, nó là một cái bí quyết mà mình phải vắt óc suy nghĩ 3-4 ngày mới có thể chế tạo làm sao cho nó chuẩn, mà chọc một phát nó thẳng vào lỗ tâm của mâm tiện này. Vâng, ở đây mình còn quên mất, mình sẽ cắm điện cho các bạn xem nó chạy nhé. Không các bạn lại bảo mình máy đẻo cũng chạy được thì bốc phét. Đây, máy của mình đang hoạt động nhé. Đây là mâm cặp này. Đấy. Vâng, ok rồi nhá. Đây, đây chính là cái phòng mình. Hôm nọ mình sâu phòng nhìn nó rất là bẩn, nhưng mà đây hôm nay mình rảnh nè. Phòng mình nó gọn gàng, luôn gọn gàng như này ấy. Chứ không phải là mình là một con người cẩu thả đâu. Vâng, xin chào các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.